Trong vài ngày qua, BTC đã kéo dài mức lỗ khi giảm thêm là 19,47% vào ngày hôm nay, rơi xuống mức dưới 30.000 đô la. Công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất MicroStrategy đã thua lỗ khi Bitcoin giảm xuống dưới giá mua trung bình của họ là 30.700 USD vào ngày hôm nay. Lần cuối MicroStrategy mua Bitcoin vào đầu tháng 4 được tài trợ bằng một khoản vay được hỗ trợ bằng Bitcoin. Công ty đã mua lại 4.167 BTC vào thời điểm đó với khoảng là 190,5 triệu đô la, giá trung bình khoảng 45.714 đô la cho mỗi Bitcoin. MicroStrategy đã trả trung bình là 30.700 đô la cho mỗi Bitcoin mà họ nắm giữ. Hiện họ đang giữ 129.000 BTC. Tesla cũng thua lỗ. Công ty xe điện đã mua 43.200 BTC vào năm ngoái với 1,5 tỷ đô la, giá mỗi Bitcoin là khoảng 34.700 đô la, khiến công ty bị lỗ gần 10% chưa thực hiện vào thời điểm viết bài, khoảng 155 triệu đô la.